Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Và bây giờ mời các em mở sách và bài tập. Tiếng Việt lớp 4 tuần 31 trang 87. Tập nằm văn. Bài tập số 1, gạch dưới những từ ngữ miêu tả các bộ phận của con ngựa con ngựa hai tay to dựng đứng trên cái đầu rất đẹp thì bộ phận thứ nhất của con ngựa được nói đến đó chính là hai tay những từ ngữ miêu tả bộ phận này là to dựng đứng trên cái đầu rất đẹp rồi như vậy là các em gạch dưới những từ ngữ miêu tả hai cái tay của con ngựa đó chính là to dựng đứng trên cây đầu rất đẹp. Hai lỗ mũi, bộ phận tiếp theo của con ngựa được nói đến đó chính là hai lỗ mũi. Hai lỗ mũi như thế nào? Ươn ướt này, động đậy hoài. Thì ươn ướt, động đậy hoài, đây là những từ ngữ miêu tả hai lỗ mũi của con ngựa. Em gạch chân. Tiếp theo là mỗi khi nó nhếch môi lên, lại để lộ hai hàm răng trắng muốt. Rồi, tiếp theo là bộ phận hai hàm răng và những từ ngữ miêu tả hai hàm răng đó chính là là trắng muốt. Bờm nó được cắt rất phẳng. Rồi, tiếp theo là bờm ngựa. Từ ngữ miêu tả là rất phẳng. Ngực con ngựa, từ ngữ miêu tả này, là nở, ngực nở. Bốn chân. Bốn chân con ngựa, từ ngữ miêu tả là khi đứng cũng cứ dậm lộp cộp trên đất rồi cuối cùng là cái đuôi cái đuôi con ngựa thì là được miêu tả bằng những từ ngữ là dài ve vẩy hết sang phải lại sang trái Tiếp theo em sang bài tập số 2 viết lại những đặc điểm chính của mỗi bộ phận được miêu tả vào bảng dưới đây. Các bộ phận của con ngựa những đặc điểm chính tức là là những từ ngữ miêu tả đầu tiên là hai tay rồi từ ngữ miêu tả em vừa gạch chân là to này dựng đứng trên cái đầu rất đẹp này hai lỗ mũi này đặc điểm chính này ươn ướt động đậy hoài hai hàm răng đặc điểm chính là trắng muốt bầm được cắt rất phẳng ngực nở bốn chân đặc điểm chính là khi đứng cũng cứ rậm lộp cộp trên đất cái đuôi đặc điểm chính là dài ve vẩy hết sang phải lại sang trái tiếp theo em sang bài tập số 3 quan sát các bộ phận của một con vật mà em yêu thích và tìm những từ ngữ miêu tả đặc điểm của các bộ phận đó con vật em chọn để quan sát miêu tả ở à đây ví dụ như là em chọn con mèo chẳng hạn. Thì con mèo có các bộ phận. Bộ phận thứ nhất mà chúng ta cần nhắc đến đó chính là mắt. Đặc điểm chính là đen tròn như hai hòn bi ve. Rồi hai tai thì nhỏ xinh như hình tam giác. Ria mép thì nhỏ dài như sợi cước mõm thì tròn xinh xắn chân hai chân trước bé hơn hai chân sau nhỏ xinh xắn đuôi to xù như bông uốn cong duyên dáng màu lông thì màu xám và thân hình thì là to tròn Đây, thầy giáo ví dụ như vậy đó các em tham khảo sau đó các em làm bài rồi, các em còn tìm ra những đặc điểm chính của các bộ phận con mèo như thế nào nữa thì các em sẽ liệt kê thêm vào đây. Đó như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Thành đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.